Xin chào bạn. Thì nay có một cái vấn đề để thì mình sẽ giải thích cái vấn đề đấy. Và hiện tại mình đang có mặt trước cái nghĩa địa trước nhà mình. Thì để cho những cái người hiểu rõ mọi vật, tức là các cụ có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ hơn. Cho nên mình sẽ giải thích vấn đề trên hai khía cạnh. Một là mình yêu quý các bạn. Hai là mình mặc kệ các bạn. Ở khía cạnh yêu quý các bạn, có một số bạn nói mình cái này cái kia, thì mình giải thích lại câu chuyện nhá. Câu chuyện là mình cho một người mượn tiền, người ta cho mình mượn ạc và người ta quỵt tiền mình. Và tiếp theo đó là câu chuyện của những người xen vào câu chuyện đấy, và mình có nói động đến người ta, tức là người mình chê người ta không biết này không biết kia. Đó, câu chuyện đơn giản nhá. Mình cho người ta mượn tiền và người ta quỵt tiền mình, nên là xảy ra vấn đề mình gắn gờ meo vào ạc của người ta. Được chưa? Câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy. Và khi có người khác xen vào ấy thì nó lại phức tạp ra, nghe mình không muốn nói. Còn quan niệm của mình bây giờ ấy thì cuộc sống của mình, các bạn cảm thấy là giúp đỡ được mình bao nhiêu ấy thì hãy quan tâm. Còn nếu mà không giúp đỡ được ấy thì hãy để cho nó bình yên. Đợi chút nha, có người đi qua ấy. Tại đang đứng ngoài đường nên là đợi chút. Rồi, ok nhá. Khía cạnh của mình bây giờ ấy, mọi lời nói các bạn thì mình sẽ có vẻ là không quan tâm. Và các bạn nói gì tùy các bạn. Nên là chúc các bạn có những cái lời nói văn minh trên mạng xã hội. Còn câu chuyện của mình nói đúng hay sai nhá. Các bạn cái câu chuyện đầu tiên mình nói đúng hay sai ấy, thì bạn so sánh này này. Group Facebook của người ta thì người ta ban, người ta cấm tất cả những lời giải thích của mình. Người ta ban mình khỏi group. Còn group Facebook của mình cho các bạn tự do thoải mái ngôn luận. Các bạn muốn nói gì thì nói. Thì các bạn so sánh nhá, một group thì người ta đúng á, nhưng mà người ta lại chặn người sai để giải thích. Còn một cái group ấy nó sẵn sàng cho các bạn trao đổi mọi ý kiến, thì các bạn nên tin tưởng cái độ tin cậy câu chuyện ở group nào. Đó, đợi chút lại có xe. Cho các bạn xem view nghĩa địa. Vẫn còn xe ấy, nha, đợi chút nhá. Hơi thông cảm cho mình một chút. Được chưa? Mình tóm tắt lại câu chuyện nhá. Mình cho một người mượn nick, mượn tiền. Người ta cho mình mượn nick, rồi người ta quỵt tiền mình. Xảy ra việc mình gắn gmail, rồi xảy ra việc mình đụng chạm đến đến tim đen của một số người, xong người ta cắn mình. Được chưa? Đấy là theo của quan niệm của một năm trước. Còn quan niệm của mình bây giờ ấy, các bạn nếu mà yêu thương mình ấy thì hãy cố gắng phát huy những cái chất xám của bạn trên mạng xã hội. Còn tầm này nhá, một là gia đình có chuyện, hai là duyên hoàng block mình, ba là mình hết tiền thì mình mới buồn. Nên là mong các bạn có thể phát huy những cái câu chuyện tưởng tượng và những cái câu chuyện một chiều của bạn tiếp tục trên cái mạng xã hội, trên cái nhóm Facebook của mình. Mình sẽ không bao giờ cấm những bạn đấy, không ban, bởi vì là mình tôn trọng các bạn, chứ mình không như cái group nào đó sẵn sàng ban đi lời giải thích, sẵn sàng cấm đi những cái chứng cứ để cho câu chuyện đi về một chiều. Đó, rất là cảm ơn các bạn.